Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình Tin sáng. Thưa quý vị, mới đây, đại diện Sở Công Thương cho biết tiềm năng năng lượng tái tạo của thành phố là rất lớn và nếu có thể tận dụng phát triển thì tới năm 2020, thành phố Hồ Chí Minh có khả năng tạo ra 100 MW công suất điện. Hiện tại thì rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài đang quan tâm tới lĩnh vực này. Với tiềm năng điện từ năng lượng tái tạo gồm gió, mặt trời, rác thải là rất lớn, hiện tại đã có nhà đầu tư rót vốn 40 triệu đô la Mỹ cho công ty trách nhiệm hữu hạn Thủy Lực Máy để đầu tư nhà máy điện từ rác thải tại Gò Cát, quận Bình Tân với công suất 20 MW. Về tiềm năng sản xuất điện từ nguồn rác thải tại thành phố Hồ Chí Minh với mức tăng 5% mỗi năm, đây cũng được coi là nguồn năng lượng tái tạo tiềm năng cho thành phố. Tuy nhiên, thống kê của Sở Công Thương cho thấy công suất năng lượng tái tạo tại thành phố Hồ Chí Minh hiện vẫn còn chưa thực sự khai thác được hết tiềm năng của loại năng lượng này. Đã có một số nhà đầu tư đề xuất đầu tư sản xuất điện từ rác, cho thấy nếu biết tận dụng thì rác thải cũng đóng góp nguồn năng lượng đáng kể cho thành phố. Ngoài ra, thành phố còn có tiềm năng điện gió tại Cần Giờ, điện năng lượng mặt trời, năng lượng sinh khối từ phụ phẩm nông sản và điện từ chất thải rắn. Hãng hàng không Jetstar Pacific vừa cho biết, từ mùng 1 tháng 9 tới đây sẽ chính thức khai trương đường bay thẳng Đà Nẵng, Osaka, Nhật Bản và ngược lại với tần suất 4 chuyến một tuần. Chuyến bay Đà Nẵng-Osaka mang số hiệu BL-164 sẽ khởi hành lúc 14:30 phút vào các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Chủ nhật. Chiều ngược lại, Osaka-Đà Nẵng có số hiệu BL-165 khởi hành lúc 9:15 phút vào các ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy. Hiện vé chặng bay này đang được mở bán trên hệ thống với mức giá tiết kiệm chỉ từ 1,5 triệu đồng một chặng. Tính đến nay, Đà Nẵng đã có 26 đường bay quốc tế trực tiếp đang hoạt động với 12 đường bay trực tiếp thường kỳ và 14 đường bay trực tiếp thuê chuyến. Các đường bay mới gồm Hồng Kông, Trung Quốc, Đà Nẵng khai thác từ tháng 3 năm 2017, Daegu, Hàn Quốc, Đà Nẵng khai thác từ tháng 4 năm 2017. Nếu như 6 tháng đầu năm 2016, thành phố Hồ Chí Minh chỉ chi khoảng 45% tổng số chi bảo hiểm y tế của cả năm, thì riêng 6 tháng đầu năm nay, quỹ này đã chi tới 50% tổng chi dự toán cho cả năm. Do đó, việc sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội trong 6 tháng cuối năm sẽ là rất khó khăn. Thông tin vừa được đưa ra tại buổi tổng kết tình hình khám chữa bệnh 6 tháng đầu năm tại các bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh. Theo số liệu của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, trong 6 tháng đầu năm nay, tổng lượt khám chữa bệnh ngoại trú tại thành phố đã tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo trong cả năm nay, thành phố sẽ có trên 35 triệu lượt bệnh nhân khám chữa bệnh. Cùng với việc tăng lượt khám chữa bệnh, nguồn chi từ quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của thành phố cũng được cho biết là đang đối mặt với nhiều rủi ro. Nếu như nửa đầu năm 2016, thành phố chỉ sử dụng khoảng 45% tổng số chi của cả năm, thì 6 tháng đầu năm nay, quỹ này đã chi hơn 50%. Do đó, Sở Y tế thành phố cho biết, việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế trong nửa cuối năm nay sẽ hết sức khó khăn. Do đó, trong thời gian tới, các bệnh viện buộc phải có biện pháp thắt chặt chi tiêu như giảm việc sử dụng kỹ thuật cao CT, MRI, công nhận xét nghiệm lẫn nhau giữa các bệnh viện trung ương. Sắp tới, thành phố sẽ đề nghị cho các bệnh viện đầu ngành được công nhận kết quả xét nghiệm của nhau để giảm bớt chi phí. Riêng với các trường hợp bệnh nhân từ các tỉnh chuyển về, các bệnh viện vẫn phải điều trị, không được từ chối, nhưng khi hẹn tái khám thì hẹn bệnh nhân về nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu. Bên cạnh đó, cơ quan bảo hiểm y tế sẽ thắt chặt quản lý số lượng bán khám. Nếu số bán khám vượt định mức quy định thì các bệnh viện buộc phải tăng số giờ khám bệnh lên. Giường bệnh cho bệnh nhân nằm ghép cũng phải tính đúng giá theo quy định. Thưa quý vị, trước tình trạng nhiều người dân phản ánh việc cảnh sát giao thông xử phạt người đi xe ô tô trả góp không có giấy đăng ký xe bản gốc, mới đây thì Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản gửi Bộ Tư pháp, Bộ Công an kiến nghị các giải pháp để xử lý vấn đề này. Trong văn bản gửi Bộ Tư pháp và Bộ Công an, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã đề nghị Bộ Tư pháp hoàn thiện và trình Chính phủ ban hành nghị định thay thế nghị định hiện hành quy định bên nhận thế chấp có quyền giữ bản chính giấy tờ liên quan đến tài sản thế chấp. Theo Ngân hàng Nhà nước, nếu ngân hàng thương mại không được giữ giấy đăng ký xe bản chính, có thể các tổ chức tín dụng sẽ phải nhường cho vay thế chấp bằng phương tiện vận tải. Khi đó, người dân, doanh nghiệp sẽ không còn có cơ hội để vay vốn, bị giảm khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng, ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của người dân và doanh nghiệp. Ngân hàng Nhà nước cũng đề nghị Bộ Công an chỉ đạo cơ quan công an các cấp cho phép người điều khiển phương tiện giao thông sử dụng bản sao giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông có xác nhận của tổ chức tín dụng khi lưu thông phương tiện giao thông. Bộ Tài chính vừa lên tiếng khẳng định là không có chuyện taxi truyền thống đang phải chịu khá nhiều loại thuế, phí với mức thuế suất chênh lệch khá xa so với Grab và Uber. Và đồng thời thì Bộ Tài chính cũng đã chỉ đạo Tổng cục Thuế rà soát các trường hợp có dấu hiệu rủi ro gian lận về thuế để xử lý theo quy định. Đại diện vụ chính sách thuế Bộ Tài chính cho biết, hiện những doanh nghiệp xác định được doanh thu, chi phí, thu nhập từ hoạt động kinh doanh thì phải nộp thuế theo phương pháp kê khai. Còn với nhà thầu nước ngoài không đủ điều kiện nộp thuế theo phương pháp kê khai, tổ chức không phải là doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh xác định được doanh thu nhưng không xác định được chi phí, thu nhập của hoạt động kinh doanh thì sẽ nộp thuế theo phương pháp tỷ lệ.
Bộ Tài chính cho rằng nếu xác định doanh thu tính thuế của Uber, Grab là 100% doanh thu vận tải thu được từ khách hàng sẽ dẫn đến việc đánh thuế trùng và không hợp lý. Vì trong số 100% doanh thu vận tải thu được từ khách hàng, Uber hay Grab chỉ được hưởng 20% doanh thu vận tải. Phần còn lại 80% doanh thu vận tải được chia cho tổ chức, cá nhân hợp tác với Uber hay Grab và tổ chức cá nhân này phải kê khai nộp thuế theo quy định đối với phần doanh thu được hưởng. Do đó, Bộ Tài chính khẳng định thông tin cho rằng taxi truyền thống đang phải chịu khá nhiều loại thuế phí hơn so với Grab và Uber là không đúng. Thưa quý vị, thời gian gần đây, trào lưu anti-vaccine hay còn gọi là tẩy chay vaccine đang phát triển rầm rộ trên các trang mạng xã hội tại Việt Nam, nhất là Facebook. Nhiều tài khoản được lập ra để đăng tải những thông tin nghi ngờ về chức năng của vaccine, kêu gọi, xúi dục các bậc phụ huynh không nên tiêm vaccine cho trẻ. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với bác sĩ Trương Hữu Khanh, trưởng khoa nhiễm thần kinh Bệnh viện Nhi Đồng 1 để tìm hiểu rõ trào lưu này, cũng như những tác hại nguy hiểm có thể xảy ra nếu trào lưu anti-vaccine tiếp tục phát triển như hiện tại. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Thưa bác sĩ, hiện nay trên các trang mạng xã hội thì phát triển trào lưu nói không với vaccine. Nhiều phụ huynh cho rằng việc tiêm vaccine có thể gây ra những biến chứng về sau, làm cho trẻ bị tự kỷ và phụ huynh cũng muốn cho hệ miễn dịch của trẻ được phát triển bình thường. Theo bác sĩ, ý kiến này đúng hay sai ạ? Chắc chắn là sai rồi. Ý kiến đó thì nếu mình không có vaccine thì thôi. Chỉ còn người ta đã chế ra vaccine á, mà mình nói là mình để tự cho nó miễn dịch á. Thì hồi xưa em bé nó cũng tự miễn dịch khi mình có vaccine á, nhưng mà nó sẽ chết một cái tỷ lệ rất là cao. Thứ hai là nó sẽ để lại nhiều cái tật rất là nhiều. Còn cái chuyện mà chích vô mà nó bị tự kỷ là hoàn toàn sai. Cả các nhà khoa học chính thống á, người ta đều phản bác cái ý kiến mà bị tự kỷ hết, tại vì người ta chứng minh là không có. Để theo bác sĩ, trào lưu này sẽ làm ảnh hưởng như thế nào đối với việc phát triển hệ miễn dịch của trẻ cũng như là việc các chương trình phòng chống dịch bệnh ở nước ta? Thật ra cái trào lưu này đó, nếu mà nó xuất hiện ở ngay cái thời điểm mà dịch bệnh còn nhiều á, thì không bao giờ nó xuất hiện được. Cái trào lưu này nó chỉ có ngóc đầu lên được á, là khi là mình đã sử dụng vaccine một thời gian, có thể nói là nhiều chục năm, nó đã ức chế được, nó đã khống chế được dịch bệnh á. Và khi mà bệnh ít như vậy đó, thì người ta lại nghĩ tới cái chuyện là chích vô sốt, chích vô đau, thì người ta mới sợ hãi thôi. Và nếu mình cái trào lưu đó nó ngóc lên á, và nó ảnh hưởng lan tỏa đó, thì cái số người không chích, số em bé không chích càng ngày càng nhiều á, thì chắc chắn bệnh nó sẽ quay lại. Và khi nó bệnh nó quay lại, nó còn nguy hiểm hơn là cái bệnh nó đang có với tỷ lệ cao. Tại vì khi bệnh quay lại á, là cái em bé đó hoàn toàn không có một tí miễn dịch nào cả. Cái thứ hai là cái hệ thống điều trị cũng như là phòng ngừa, họ chưa, lâu quá rồi, họ không có thấy, đã nhờ vào vaccine không thấy nữa, thành ra cái phản ứng nó chậm hơn. Hiểu như thế nào về tiêm vaccine đúng à? Tiêm vaccine đúng thì thứ nhất á, là mình phải tiêm đúng cái tuổi. Nếu mình tiêm trễ quá thì trong quá trình chưa tiêm là em bé nó bệnh thì sao? Thứ hai, mình tiêm đúng cái khoảng cách của từng loại của mỗi loại vaccine với nhau. Cái thứ ba là mình phải chích đủ liều. Tại vì nếu mình chích không đủ liều á, thì tới cái lúc mình lớn lên á, cái lượng kháng thể trong người mình nó tập trận nó quên đi rồi, thì khi tác nhân gây bệnh nó quay lại mình lại bị bệnh. Cho nên tiêm đúng là thứ nhất là phải đúng lứa tuổi, thứ hai là phải đúng liều, thứ ba là phải nhắc lại cho đúng. Thì nếu mình thực hiện đúng cái đó thì không thể mà những cái tác nhân mà có vaccine mà tấn công vào người em bé được. Bác sĩ có thể cho khán giả được biết là những loại vaccine nào phụ huynh cần cân nhắc để mình tiêm vaccine, chứ không phải là loại bệnh nào mình cũng phải tiêm vaccine à? Đúng là vaccine thì người ta điều chế rất là nhiều, nhưng mà tùy nước, tùy vùng, người ta có chọn lựa vaccine khác nhau, và tùy cái bệnh đó nó có đáng để tiêm hay không, chứ không phải là mình tiêm tất cả. Cho nên nếu mình muốn quyết định đi tiêm vaccine thì thứ nhất á, những cái vaccine nào mà trong chương trình tiêm chủng quốc gia, nghĩa là nhà nước mua về chích miễn phí cho dân, thì mình phải tiêm. Ví dụ như lao lúc mới sinh ra, viêm gan siêu vi B lúc mới sinh ra, rồi sau đó 5 trong 1, từ lúc 2 tháng là trong đó có bạch hầu, uốn ván, ho gà, viêm gan B, viêm màng não do hiếp là mình phải chích. Rồi lớn hơn một chút nữa thì nhà nước sẽ cho mình chích sởi lúc 9 tháng, rồi 12 tháng mình chích viêm não Nhật Bản. Rồi sau đó 18 tháng mình nhắc lại cái mũi sởi rubella. Thì mình phải bảo đảm làm sao những cái mũi vaccine nó là phải chích, không được bỏ mũi nào hết. Tại vì những cái mũi đó rất là quan trọng, tại vì nó có một cái gánh nặng bệnh rất là nhiều. Rồi ngoài ra hiện nay nhà nước không thể có tiền để mà mua tất cả các vaccine để chích cho dân được. Cho nên có những cái thì người dân phải tự lo. Thì trong đó có hai cái bệnh
mà nó khá là nguy hiểm, mình nên tự lo, đó là thủy đậu. Tại vì thủy đậu nó lây lan rất là dữ và tới mùa nó cũng là một gánh nặng. Thứ hai là phế cầu 10. Còn lại những cái vaccine khác á, thì tùy theo cái điều kiện kinh tế và tùy theo cái vùng mình sống, tùy theo cái lúc có dịch hay không để mà quyết định chích. Chứ còn không nên chích, không phải là tất cả vaccine là mình nghe mình đều chích cả. Thưa bác sĩ, làm thế nào để lấy lại lòng tin của phụ huynh đối với việc tiêm vaccine cho trẻ ạ? Là mỗi bác sĩ nhi khoa hay là mỗi bác sĩ mà chuyên về tiêm chủng mở rộng và cả một cái hệ thống chủng mở rộng phải có trách nhiệm giải thích cho người dân. Tại vì người dân người ta hơi lăng tăng, người ta hơi lo lắng khi người ta nghe một cái nguồn thông tin nói đến vaccine. Cái đó là chuyện bình thường, cái đó không có gì lạ hết. Cho nên mỗi bác sĩ nhi khoa hay là mỗi bác sĩ chuyên về chích ngừa, mỗi bác sĩ của cơ sở y tế dự phòng là phải có nhiệm vụ giải thích khi mà mình thấy bệnh nhân không hiểu, bệnh nhân lang tăng. Cái thứ hai là cái chuyện mà chích vaccine vô nó có hành là chuyện bình thường, mình phải giải thích như vậy. Cái thứ ba là tất cả những cái thông tin mà mình nghe được như là chích vô thì gây tử vong hay là chích vô thì gây sốc á, thì cái đó là cái chuyện cá thể. Cá thể có nghĩa là rất là ít so với một số lượng người ta chích ngừa rất là nhiều. Và cái điều thứ hai quan trọng hơn á, sau khi phân tích ra những trường hợp như vậy, hoàn toàn không phải do vaccine mà do chính cái cá thể đó, họ có, bệnh nhân đó, em bé đó nó có một cái bệnh tiềm tàng, ví dụ là nhiễm trùng huyết, ví dụ xuất huyết não, ví dụ tim bẩm sinh. Cho nên hiện nay thì vaccine không có thể gây tử vong được. Cảm ơn bác sĩ đã tham gia cuộc trao đổi này ạ. Chuyển sang một diễn biến khác. Mới đây, Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã chính thức khánh thành thư viện mới tại tòa nhà 7 tầng của trường. Điểm đặc biệt của thư viện được thiết kế theo mô hình không gian học tập chung với không gian mở và trang thiết bị hiện đại, tạo cảm hứng học tập và nghiên cứu cho sinh viên cũng như giảng viên của nhà trường. Với kinh phí đầu tư hơn 129 tỷ đồng, thư viện truyền cảm hứng của Trường Đại học Tôn Đức Thắng University Inspired Library được thiết kế theo mô hình không gian học tập chung, gồm khu tự học qua đêm 24/7 và 7 tầng chức năng. Mỗi tầng cung cấp riêng một loại tài liệu. Ước tính thư viện có thể phục vụ cho hơn 2.000 người sử dụng cùng lúc tại các khu chức năng như không gian học tập chung, không gian dịch vụ thông tin, không gian giao lưu học tập. Đặc biệt, thư viện còn dành riêng một tầng với không gian rộng rãi để phục vụ việc học tập, nghiên cứu qua đêm của sinh viên. Trước đây là bên thư viện truyền thống và cụ thể là thư viện Trường Đại học Tôn Đức Thắng trước đây đi, thì là không gian của mình thì không có đa dạng. Nghĩa là mình chỉ có là kho sách và chỗ ngồi và phòng tra cứu tài liệu thôi. Với cái không gian như thế á, thì không tạo nên khó lòng mà tạo nên cái nguồn cảm hứng cho sinh viên. Thì cái điểm khác biệt thứ nhất là điểm khác biệt về không gian, nghĩa là tạo nên cái không gian gọi là không gian học tập chung, nghĩa là ngoài cái nhu cầu mà học tập cá nhân, nghĩa là ngồi đọc sách hoặc là ngồi sử dụng máy tính cá nhân, thì còn có những cái nhu cầu học tập theo nhóm. Ví dụ như là các anh chị cũng đã thấy là những cái phòng học nhóm, những cái phòng thuyết trình, những cái phòng xem phim, những cái chỗ máy tính ngồi cá nhân cũng như những chỗ máy tính ngồi theo nhóm, nghĩa là đa dạng cái không gian và màu sắc cũng như là những kiểu ghế, kiểu bàn, những cái kiểu ngồi, tất cả màu sắc ở trong thư viện nó tạo nên cái nguồn cảm hứng cho sinh viên. Cũng theo đại diện thư viện nhà trường, ngoài hàng ngàn tài liệu sách, báo, tạp chí và luận văn, thư viện Trường Đại học Tôn Đức Thắng còn có hàng trăm triệu tài nguyên thông tin điện tử về học thuật và nghiên cứu toàn cầu. Tất cả đều được khai thác thông qua lớp ứng dụng cổng tích hợp kiến thức và tra cứu mục lục chung, tự động cập nhật nguồn tài liệu để phục vụ giảng viên, sinh viên nhà trường. Thư viện của Trường Đại học Tôn Đức Thắng là được thiết kế bởi sinh viên và giảng viên của kho mỹ thuật công nghiệp ở ngay tại trường luôn, nên là nó ứng dụng những cái thứ mà sinh viên của Đại học Tôn Đức Thắng thích, những cái thứ mà giới trẻ thích, là có những cái chỗ ngồi êm, chỗ để giải trí, chỗ để uống nước, rồi có cả sách là luôn cập nhật hàng tháng, sách mới, sách cũ đều có. Thì một cái kho tàng sách như vậy thì rất là nhiều thứ để cho sinh viên có thể khám phá, thể tìm tòi. Với cái đầu sách phong phú và đa dạng thì sinh viên của người em thì có lẽ là không phải đi đâu xa hay là tới những thư viện lớn của thành phố mà có thể yên tâm học tập và nghiên cứu ngay tại trường ạ. Ngoài không gian hiện đại, tiện nghi và nguồn tài liệu phong phú, hệ thống trang thiết bị tiên tiến cũng là điểm nhấn của thư viện Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Thư viện của trường được trang bị các thiết bị quản lý tự động, gồm có hệ thống phân loại tài liệu sau khi người đọc trả sách, máy làm sạch, diệt khuẩn cho tài liệu, hệ thống máy mượn trả sách tự động, cổng an ninh tài liệu, hệ thống kiểm soát ra vào, máy in đa chức năng và nhiều giải pháp công nghệ hàng đầu.
Tất cả nhằm giúp cho người sử dụng chủ động trong nghiên cứu, tự học và việc quản lý thư viện trở nên đơn giản, cần ít nhân sự nhưng chuyên nghiệp và hiệu quả khai thác, chất lượng phục vụ cao hơn công nghệ cũ trước đây nhiều. Đồng thời tạo nên môi trường khai phóng trí tuệ cho trường Đại học Tôn Đức Thắng, từ đó nâng cao chất lượng nghiên cứu giảng dạy, học tập của ngôi trường đạt chuẩn chất lượng quốc tế 3 sao của QS Star Anh Quốc này. Ngày 18 tháng 7 vừa qua, công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển Phú Mỹ Hưng vừa chính thức giới thiệu sự kiện Ngày hội thể thao Phú Mỹ Hưng, Phú Mỹ Hưng Sport Day 2017 dành cho cư dân và khách hàng của Phú Mỹ Hưng. Sự kiện năm nay sẽ diễn ra vào ngày 22 tháng 7 tới đây với 3 nội dung thi đấu là quần vợt, golf và bơi lội. Theo ông Trương Quốc Hưng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phát triển Phú Mỹ Hưng, Ngày hội Thể thao Phú Mỹ Hưng năm nay sẽ bổ sung thêm môn thi đấu mới là bơi lội, bên cạnh hai môn thi đấu là golf và quần vợt như các năm trước đây. Trong đó, golf và tennis sẽ thi đấu tại khu thể thao Liên hợp Phú Mỹ Hưng, riêng môn bơi sẽ thi đấu tại Scenic Valley, khu phố mới và ngày 22 tháng 7 cũng là ngày chủ đầu tư bàn giao căn hộ này. Vì vậy, có thể xem Ngày hội Thể thao Phú Mỹ Hưng, Phú Mỹ Hưng Sport Day 2017 cũng là một trong những hoạt động để đón chào cư dân mới của đô thị Phú Mỹ Hưng. Đặc biệt, Ngày hội Thể thao Phú Mỹ Hưng năm nay còn có các giải đấu mini dành cho các cư dân nhí của Phú Mỹ Hưng. Theo đó, ở bộ môn golf, golfer Ryan người Úc sẽ hướng dẫn và làm trọng tài các giải mini games dành cho bé. Riêng ở môn bơi, ngoài nội dung thi bơi tự do, bơi ếch, các bé cùng bố mẹ sẽ có cơ hội cùng nhau tranh tài ở nội dung tiếp sức và được tham gia lớp hướng dẫn kỹ năng bơi lội. Điểm đáng chú ý, tuy là giải đấu phong trào chỉ dành riêng cho cư dân, khách hàng của Phú Mỹ Hưng, nhưng Ngày hội Thể thao Phú Mỹ Hưng, Phú Mỹ Hưng Sport Day 2017 được chuẩn bị kỹ lưỡng về công tác tổ chức cùng hệ thống cúp giải thưởng và quà tặng hấp dẫn với tổng giá trị gần 2,8 tỷ đồng. Cũng tại buổi họp báo công bố sự kiện, ông Trương Quốc Hưng cũng cho biết thêm. Bên cạnh sứ mệnh xây dựng và phát triển một đô thị kiểu mẫu với quy hoạch hoàn chỉnh, môi trường trong lành, đầy đủ tiện ích tại chỗ, Phú Mỹ Hưng cũng thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động văn thể mỹ như hội chợ Hoa Xuân Phú Mỹ Hưng, Ngày hội Nông trại xanh, Ngày hội Thể thao Phú Mỹ Hưng Sport Day nhằm gia tăng hơn nữa những lợi ích thiết thực cho cư dân, tạo sân chơi giải trí, thư giãn, bổ ích, đồng thời giúp cư dân Phú Mỹ Hưng gắn kết tốt với gia đình và cộng đồng. Trong khuôn khổ sự kiện Hội ngộ đỉnh cao năm 2017 do Tổ chức Kết nối Doanh nhân Toàn cầu BNI Việt Nam tổ chức vào tuần qua, tổ chức này đã xác lập một kỷ lục Việt Nam mới với hơn 1.000 doanh nhân Việt Nam và thế giới cùng mặc trang phục áo dài Việt Nam trong đêm gala của sự kiện. Với việc hơn 1.000 doanh nhân Việt Nam và quốc tế cùng mặc áo dài làm trang phục dự sự kiện Hội ngộ đỉnh cao năm 2017, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã xác lập kỷ lục sự kiện có nhiều doanh nhân Việt Nam và thế giới cùng mặc trang phục áo dài Việt Nam nhất do BNI Việt Nam tổ chức. Theo ông Hồ Quang Minh, Chủ tịch BNI Việt Nam, sự kiện Hội ngộ đỉnh cao năm nay bên cạnh các hoạt động kết nối kinh doanh, đào tạo kiến thức, kinh nghiệm quản trị cho doanh nghiệp, lần đầu tiên BNI Việt Nam tổ chức cuộc thi Top Face BNI Việt Nam để đẩy mạnh yếu tố văn hóa trong cộng đồng doanh nhân. 16 thí sinh nữ của cuộc thi đã cùng nhau trình diễn bộ sưu tập áo dài được lấy cảm hứng từ lá quốc kỳ của các quốc gia trên thế giới mang tên là Thế giới như tôi thấy của nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam ngay trong đêm gala của sự kiện. Với chủ đề là Local Business Global Network, Hội ngộ đỉnh cao năm 2017 đã được diễn ra trong 2 ngày 13 và 14 tháng 7 năm 2017 tại Thành phố Hồ Chí Minh, thu hút hơn 1.300 doanh nhân Việt Nam và quốc tế tham dự với hơn 3.000 lượt khách tham dự triển lãm tại sự kiện. Đây là sự kiện vinh danh kết nối xúc tiến thương mại thường niên lớn nhất với sự tham gia của doanh nhân thành viên BNI Việt Nam, khách mời quốc tế cùng với các hiệp hội doanh nghiệp cộng đồng doanh nhân tại Việt Nam. Trong phần tin thế giới tiếp sau đây, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị những thông tin đáng chú ý sau. Tấn công mạng có thể gây thiệt hại tối đa hơn 121 tỷ đô la Mỹ. Mỹ khẳng định Triều Tiên không đủ lực để tấn công nước Mỹ.